Cuộc sống khó tin của An Dĩ Hiên sau 2 năm chồng ăn cơm nhà nước, mặc đồ giá rẻ bèo ngày tái xuất, bị bóc thân phận thật, danh thiên kim tiểu thư hóa ra chỉ là phong bạt. Cách đây 3 năm, khi nhắc đến An Dĩ Hiên, bất cứ ai cũng phải suýt xoa ghen tị vì xuất thân thiên kim tiểu thư lại cưới ông xã Trần Vinh Luyện là triệu phú khét tiếng. Thế nhưng, chẳng ai ngờ được, đầu năm 2022, hình tượng đẹp đẽ của An Dĩ Hiên lại bị sụp đổ vì chồng ăn cơm nhà nước. Vắng bóng 2 năm, đầu năm 2024, An Dĩ Hiên bất ngờ lộ diện, chẳng còn là quý cô sang chảnh nữa. An Dĩ Hiên diện bộ váy có giá hơn 1,6 triệu mà thôi, dáng vẻ lúng túng xấu hổ vô cùng. Từ đó, loạt sự thật về cuộc sống giàu có hay thân phận tiểu thư của cô cũng bị vạch trần. Khi Trần Vinh Luyện ăn cơm nhà nước, ai cũng đinh ninh rằng ngoại trừ Khổ Tâm ra thì An Dĩ Hiên vẫn ăn sung mặc sướng. Bởi dù sao An Dĩ Hiên cũng là thiên kim tiểu thư có tiếng xứ đài, bố là ông chủ của một xưởng sản xuất liên quan đến quân đội, có tiếng nói trong xã hội. Còn Trần Vinh Luyện ngày xưa cũng chẳng tiếc tay tặng biệt thự hay đồ đắt tiền cho cô. Với loạt ưu thế đó, cho dù Trần Vinh Luyện gặp chuyện và giải nghệ thì An Dĩ Hiên vẫn chẳng phải lo nghĩ gì. Thế nhưng, hình ảnh tái xuất đầu năm 2024 của An Dĩ Hiên đã khiến người ta phải bất ngờ. Từng là sao nữ giàu khét tiếng xứ đài, dắt đồ hiệu từ đầu đến chân, túi xách đều là hàng Hermes. Vậy mà An Dĩ Hiên của hiện tại lại lên sân khấu với bộ váy giá chỉ 300 tệ. Dường như cảm thấy bộ váy chẳng tương xứng thân phận minh tinh và hình tượng sang chảnh của mình, An Dĩ Hiên chẳng còn tự tin như xưa nữa. Đứng trên sân khấu mà cô hành xử rất rụt rè, như thể có thể chạy xuống bất cứ lúc nào. Lúc này, người ta mới nhận ra cuộc sống hiện tại của An Dĩ Hiên vất vả như thế nào. Theo các trang truyền thông đăng tải, An Dĩ Hiên dù đã cắt đứt liên hệ với nhà chồng, nhưng cô vẫn là vợ trên danh nghĩa của Trần Vinh Luyện, vì thế toàn bộ tài sản có liên quan đến chồng đều bị tịch thu. Không chỉ thế, An Dĩ Hiên còn đang phải gánh một phần khoản nợ 2.400 tỷ đồng cho Trần Vinh Luyện nữa đó. Gánh nặng nợ nần, áp lực nuôi hai người con, công việc bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ ồn ào của chồng, bao nhiêu tiền tích góp của An Dĩ Hiên cũng hao hụt gần hết. Cùng lúc đó, nhiều trang tin cũng hé lộ sự thật về thân phận thiên kim của An Dĩ Hiên. Theo cánh truyền thông hé lộ, nhà nội của An Dĩ Hiên chỉ có thể coi là trung lưu mà thôi. Việc kinh doanh của bố cô vì sự biến đổi của thời đại mà phải chuyển từ buôn bán đồ quân đội sang mở công ty bảo an. Thế nên, gia cảnh An Dĩ Hiên chỉ là ưu đãi hơn bạn bè đồng lứa mà thôi, chứ chưa thể bước chân vào hàng ngũ thiên kim tiểu thư xứ đài được. Thứ khiến người ta e ngại cô là bố có tiếng nói trong xã hội ngầm chứ không phải là vì xuất thân danh giá. Cũng vì lý do này mà khi An Dĩ Hiên gặp nạn vì chồng, bố và nhà nội cũng chẳng thể giúp đỡ được. Một mình đối mặt với quá nhiều áp lực khiến sức khỏe An Dĩ Hiên đi xuống, bệnh tim tái phát. Không chỉ thế, cô phải muối mặt quay lại ngành giải trí để kiếm tiền, từ bỏ hình tượng quý cô giàu sang phú quý mà mình theo đuổi để diện trang phục có giá bình dân hơn. Nhìn vào hình ảnh hiện tại của An Dĩ Hiên, ai cũng phải xót xa dùm. Từ minh tinh hàng đầu Hoa ngữ, được khán giả yêu thương và tôn trọng, cô lại đánh mất tất cả vì vạ lây từ chồng. Ngỡ cưới đại gia sẽ bước chân vào giới thượng lưu, ai dè cuối cùng phải e cổ gánh nợ. Bao nhiêu tài sản tích góp được trong 20 năm hoạt động giải trí cũng bay theo cơn gió. Và cuộc sống mẹ đơn thân, một nách hai người con còn nhỏ cũng chẳng hề dễ dàng một chút nào.